thương gia kinh doanh giao dịch hàng hóa sản xuất bởi người khác để kiếm lợi nhuận của bạn. Doanh nhân giải quyết vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận của bạn chủ nghĩa tư bản kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân với sản xuất vì lợi nhuận của bạn cạnh tranh kinh tế ganh đua giành lấy ưu thế tương đối để thu nhiều lợi ích nhất của bạn nhà sáng lập tìm ra ý tưởng giải pháp và muốn phát triển trở thành sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn. nhà đồng sáng lập hợp tác và đồng hành từ nhiều cá nhân hoặc tổ chức để thành lập tổ chức cụ thể của bạn. khởi nghiệp tổ chức được thiết kế để cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong điều kiện không chắc chắn của bạn nguồn nhân lực lực lượng lao động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc nền kinh tế của bạn người lao động làm công ăn lương đóng góp sức và chuyên môn tạo ra sản phẩm của bạn công đoàn hiệp hội những người làm thuê có duy trì và cải thiện các điều kiện thuê mướn của bạn nước phát triển trình độ phát triển đồng đều vượt trội so với phần còn lại thế giới của bạn